sẽ qua đi khác. Xin chào các bạn. Những ngày cuối năm, mạng thái vô cùng sôi động khi nhiều tác phẩm đã bật lực lên sóng. Đổ bộ mẹ nhỏ của tháng này, cặp ba Mark Green và Theo Natabone hứa hẹn sẽ mang đến một bộ phim chất lượng. Cùng với đó là loạt tác phẩm với nội dung đáng mong chờ. Vậy, đến cuối tháng 10 này, những bộ phim mới nào sẽ lên sóng? Cùng mình tìm hiểu nhé! Năm, Thiên Thần và Trai Quỷ. Phim với sự tham gia các diễn viên Jackie Chan, Mark Bawick. Phim là tình cảm hài hước. Nội dung phim kể về một chàng trai sống ở biển, bắt cô gái xinh đẹp giàu có, coi nhà một tỷ phú để thương lượng nhằm đòi lại công bằng. Nhưng sau thời gian ở bên nhau, sự giận dữ và cảm biết của cả hai đã biến thành tình yêu. Đón xem Thiên Thần và Trai Quỷ lúc 19 giờ từ 2 đến 6 hàng tuần. Bắt đầu ngày 19 tháng 10 trên đài CNH3. Chưa có pro, na có sủi sống chưa. Bỏ chân mai đồ đi nà, phi ảo khó bê xoay mà thi này. Cái chân nồng này đi mây đai, chân mới hay kẻ nòn. Phi nì mình ban chắn, chân nòn tông này có đai. 6. Hạng ma super với. Phim với sự tham gia các diễn viên Frank Canarun, The Chantavik, Lana Lippo, Paris Hinton. Phim hùng với loại tâm lý, tình cảm. Nội dung phim kể về anh chàng tên là Anon gặp một tai nạn, trở thành một hồn ma. Anh làm mọi cách để kết thân cùng với Uthita, cô nàng YouTuber nổi tiếng xinh đẹp vì cô ấy có tử vi và ngày tháng năm sinh tương đồng với anh. Từ khi quen biết anh, sống của cô bị đảo lộn. Anh trở thành cô mối tình yêu cho cô với người bạn trai giàu có. Còn cô chỉ đi theo giúp đỡ anh gặp lại vợ con của mình. Đón xem Mẹ Ma Giúp Tôi Với lúc 20:30 thứ hai thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 trên đài CNH3. ผมยอมทำทุกอย่างให้ได้กลับไปอยู่กับลูกกับเมียกับแม่ผมผมขอพลังหน่อยทีได้ป่ะไม่ได้เลิกทีไปเลยนะ7. Trò chơi săn lùng kẻ ác. Phim với sự tham gia của các diễn viên Mark Green, Theo Natabone. Phim thuộc về loại tâm lý hành động. Nội dung phim kể về quan hệ mâu thuẫn giữa hai cô bạn thân là Zaniri và Alisa. Vì muốn trả thù cho cha, Zaniri vướng vào vụ điều tra của Non. Từ đây, những hận thù cá nhân và mối tình tay ba đã khiến mối quan hệ của họ rạn nứt. Cùng với cuộc chiến truy đuổi băng nhóm mafia của tên Sakura đầy khốc liệt. Đón xem Trò Chơi Săn Lùng Kẻ Ác lúc 20:30 thứ tư thứ năm một tuần, bắt đầu ngày 28 tháng 10 trên đài CNH3. ไม่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงผมจะอยู่เคียงข้างคุณจนวินาทีสุดท้าย8. Cô gái rừng xanh. Phim với sự tham gia các diễn viên Matt Suti, Vin Charinbon. Nội dung phim kể về Charanthapon, bộ lĩnh của dân tộc thiểu số phía Bắc, có một tài sản kết xù khiến Sama, một người bạn thân đã giết ông, nên người vợ phải giấu kho báu. Người con gái Sai Kham đã trốn thoát được với tiếng vọng người hoa tai kim cương khác tên Mancala. Cô gái nhỏ lớn lên ở rừng với cỏ cây muôn thú. Sau đó, cuộc xâm nhập vào rừng của một nhóm người để săn tìm kho báu. Và từ đây, bí mật của khu rừng và thân thế Mancala giờ được gợi mở. Đó xem Cô Gái Rừng Xanh lúc 19 giờ từ 2 đến 6 hàng tuần, và về ngày 20 tháng 10 trên đài CNH7. Mình cả lìa. Thì mỏ này mà là ai? Mà nà chà mà tạm hà phết chồng phù. Khổm chê ông từ đây bà thì này sẽ hẹn. 9. Chỉ là bạn thôi nha bạn. Phim với sự tham gia các diễn viên Nanon Kurapat, Ôm Ba Watt. Phim thuộc gọi là đam mỹ, tình cảm. Nội dung phim kể về câu chuyện giữa hai cậu trai luôn là đối thủ của nhau ngay từ trong bụng mẹ. Bart là một cậu sinh viên dở hơi, ở bẩn.
nhưng rất giỏi thể thao. Ryan là một anh chàng luôn cầu toàn với số điểm cao chót vót. Hai gia đình của họ là hàng xóm ở đối diện, nhưng luôn càng cựa và so bì với nhau. Thế nhưng, càng lớn lên, cả hai đều càng chán ngán với việc cứ mãi ganh đua để chịu lòng phụ huynh. Thế là họ vẫn tiếp tục diễn một màn thù địch trước mắt mọi người, nhưng sau lưng là âm thầm trở thành bạn tốt. Từ kẻ thù, Bart và Ryan trở thành bạn bè, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Và giữa hai người bạn cũng bắt đầu nảy sinh mối quan hệ tạm gọi là trên tình bạn dưới tình yêu. Đó xem, chỉ là bạn thôi nha bạn. Lúc 20:30, thứ 6 hàng tuần, bắt đầu ngày 29 tháng 10, trên đài GMM 25. ว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้บ้านเราสองบ้านดีกันเลยก็ได้นะเว้ยคุยกับใครอ่ะครับทำไมต้องยิ้มด้วยเพื่อนนะแม่นั่นแหละทำไมจ๊ะคุยแบ่งรูปจอมใช้ดิมตอยฟิล์มวิสุทธิ์แซงแวกเสียงเบียนตีซูกีอุ๊ดชาบอนฟิล์มถูกเล่นลอยร่างหมีขึ้นแก่งรายุฟิล์มเก๋เบดอนmột nhiếp ảnh gia tự do là người thừa kế của một công ty nổi tiếng ở Seoul. Sau cái chết của gia đình, Ron trở lại Thái Lan theo nguyện vọng cuối cùng của cha mình. Khi trái tim anh đang tan nát, anh đã gặp Niyun, một nhân viên pha cà phê trẻ tuổi vui tính. Trong khi đó, nhà sản xuất Moon đã yêu người bạn thân của cô là Min, và bác sĩ thú y Basin là phải lòng Alex, người anh họ song tính của Ron. Đón xem, bạn cũng trong trái tim tôi lúc 23 giờ. อยู่เนี่ยพี่เชียร์คนนี้เลยนะคุณนี่เองอะที่ปิดข่าวเรื่องอากงคุณคงไม่เข้าใจหรอกมันลำบากใจแค่ไหนประเด็นมันวันเสถียรยิ่งบทพิมพ์ท้ายชนะซ้อมหนึ่งคู่ทั้งมือในคุณมีแผนสักแนวลองเซมkhi phát đang là 6 tháng 11 sẽ được phát sóng trên kênh trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã thúc số Black tháng 10. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và share nó. Nhớ subscribe để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Cũng như cập nhật thông tin mới nhất về phim ảnh Thái Lan tại fanpage. Mình là Linh, hẹn gặp lại những video lần sau. Chỉ lão mà để hứa chạy, à chả cười ra cây. Để lão mình ก็ไปไม่ไกลก็จบลงทุกครั้งถึงฉันก็รักกันแต่มันก็เป็นไปไม่เหมือนเธอแค่พบกันก็สั่นไปทั้งใจที่เข้ามาในวันที่ใช่มันเลยดียิ่งนี้